Mua series đem lên xe ăn. Mua lại series đi. Coi giờ đó, mua series đem lên, đem đi cắm trại ăn. Còn hải sản rồi mình ăn luôn. Nè con này bán luôn đi. Cô ơi, cô còn mấy con cá cô mua giùm con đi cô. Ê nói nghe nè, bây giờ ấy, mình bán xong rồi mình tặng cái này luôn. Cái cá mình đổi trái cây đi. Bây giờ cái này là để tối nhậu đúng không? Không, cá đổi trái cây. Để tối là mồi. Để tối là tối là ăn rồi, trái cây là mồi. Giờ chúng ta đi mua đồ để tối là nấu cơm ha. Ồ, thôi thì bà có ăn. Ok, nhưng mà bây giờ mình nấu món gì? À quên. Cơm trái dừa thì đầu tiên là phải có cơm mà có trái dừa, có thêm lạp xưởng. Có lạp xưởng không? Có, bỏ vô thêm cho nó ngon. Thật ra thì mình muốn thêm gia vị gì thôi. Muốn thêm cái gì cũng được, tùy mình có thêm nhưng tôm. Nhưng mà phải là cơm trái dừa. Tôm khô hay cái gì đó nè, gia vị thường có mục nêm, muối, đường, nước mắm. Là đủ rồi, thêm hành lá, rồi ngò. Ta mua mấy trái dừa ta? 5 trái. 5 trái mà bà đưa như này á. À? Không thì bây giờ mình đi mua chung mà, cứ cầm tiền đi luôn đi. Tụi em gửi đây nha mọi người, ekip. Sao bây giờ thủ quỹ có chịu chích ra mua một ly trà tắc ép mình uống chung không? Có. Bao nhiêu một ly nè? Một ly bao nhiêu? 10.000 giảm giá không chị? 10.000 là sát ngốc rồi. Em nhìn chị này quen lắm luôn. Có coi tiền tình nhiều. Ui mọi người cứ đi, đừng có tiền mà. Có hai đứa là uống nè. Yêu. Cháu thân em đã cố gắng. Cố mà giữ cái này của mình nhá. Rồi, khỏi đi. Ra đại đi, cũng nhau, MC của ai cũng giống nhau à. Đây nè, để anh cầm. Còn cái cơm này của cổ không? Đúng rồi, trả cho cô. Dạ. Đau quá. Cô, cái cơm của cô không cô? Con cảm ơn cô, con trả. Cô ơi, cô ngó chừng giùm tụi con xíu được không? Tụi con đi mua đồ. Dạ, cảm ơn cô. Ra chắc ăn nhất á, mình bưng qua mình để kế cô luôn. Cô không để kế. Em này quanh không? Con đi mua nguyên vật liệu để nấu cơm. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Không sao, con tin tưởng cô mà. Trời ơi, cái ly trà tắc nó ngon như vậy luôn. Còn sáng giờ chưa có thể uống cái ly trà tắc mà nó ngon. Tin không ơi nhớ nè rồi. Rồi ok, mình đi mua nè, mình không có còn nhiều thời gian nữa. Mất là series đó. Mất là series đó nha. Mình phải cứ ở đây đi. Rồi đi mua. Đi. Ô dừa đầu tiên. Ủa mà cái món đó là để vô trái dừa luôn hay là mình cắt cái dừa ra? À vậy hay gì là phải 6 trái? Ra nếu mà muốn cái đó muốn thơm á mình mua thêm nước cốt dừa mình bỏ vô mình xào chung. Đáng lẽ á anh biết nấu cơm là nấu bằng cái gì không? Nấu bằng cái nước dừa á. Nhưng mà bị phí lắm. Ừ do hủ lắm, nghĩa là khi mà em do xong hết rồi em đổ nước dừa em nấu thế vậy nước kia á. Nhưng mà bỏ cốt dừa vô nó bị béo. Thì đúng rồi, ăn cơm thì ngon thơm hơn đúng không? Dừa nào thường để người ta nấu ăn anh? Dừa này. Là dừa này đúng không? Thì anh bán tụi em bao nhiêu một trái? Bán tụi 12.000 luôn. 12.000. Tại em bán 12.000. Rồi 12.000 trái đúng không? Là 5 trái. 4 trái rồi, 4 trái. 5 luôn đi, ok. Rồi lấy 5 trái đi rồi 12.000. Còn dừa này thì bao nhiêu? Là cái này là có nước ở trong này luôn đúng không anh? Em vẫn thấy thắc mắc. Ok. Chứ không phải tại vì dừa mà đồ có thì anh chắc nước riêng ra bịch dừa men được. Ok, để nấu bằng cái nước dừa đó. Lấy nước dừa nấu cơm phải không? Dạ lấy luôn trái dừa để bỏ cơm vô trong trái dừa nữa. Cái đó phải chặt lại đúng không? Đúng rồi. Để anh giúp cho, để anh biết làm, anh làm cho. Một người là mình để cái cơm ở trong trái dừa phải không? Đúng rồi. Thì 6 người là mình cần 3 trái thôi. Rồi bây giờ một người đứng ở đây canh để lấy cái này. Còn bây giờ mình đi qua tiếp mua gia vị tiếp. Anh biết gần đây có tiệm tạp hóa nào không anh? Có đây, nhà chỗ này mua đây đó. Là trong này chỗ này là tạp hóa. Rồi vậy là cảm ơn anh. Không lấy tiền hả? Nhưng mà chị phải đưa tiền cho anh chứ. Cho mượn cỡ. Rồi cho mượn cỡ. Anh mua cái gì? Mua thì gia vị thì cho 100.000 đi. Cho 100 đi. Rồi như đây đi. Rồi ok. Cái gì vậy? Trả lại mà có lấy không? Ăn gì nữa đi. Ăn nào mua. Để mua gạo, mua bao nhiêu? Thôi bả, tìm nói đi kiếm chỗ mua gạo đi. Mua 1 ký gạo thôi. 1 ký gạo thôi. 1 ký gạo là nhiều không? 1 ký gạo là nhiều đúng không? Nửa ký gạo thôi nè. Nửa ký gạo thôi mà chết hỏi lại ngon nha. Nhớ hỏi lại ngon nha. Ngon, thơm dẻo. Nửa ký gạo. Cẩn thận xe. Hết tiền rồi mọi người ơi. Bây giờ mình chỉ còn mua hạt nêm thôi. Nêm, muối, đường, nước mắm. Đó là những cái cơ bản rồi, chưa kể là nãy giờ chưa có rau củ quả gì hết đó.
Cô ơi, cơm no nửa ký gạo nhá. Lại ngon để mình nấu cơm dừa. Hay là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sắp hoàn thành nhiệm vụ mua gạo rồi. Cái này là gì? Cái kia. Cái này là bắp. Bắp cho vào gạo có ngon không ta? Thôi mình đừng có chế biến. Đừng. Lại còn tốn tiền. Lily không cho mình có cơ hội được. Ok. Lily là một người rất chắc chắn. Bảo đi mua gạo đi, đưa 10.000. Ghê không? Xong rồi mẹ nheo lên tí, bà đưa thêm 20.000. Xong rồi đi rồi. Thế là bà ấy nghĩ sao? Bà thương nó cho thêm 10.000. Lòng thương hả? Cô chết rồi, sợ ít à? Hơi ít à? 6 người ăn đấy cô. Khoảng 6 người ăn. Thôi lấy 10.000 đi cô. 10.000 hợp lý. Ủa bộ ít về luôn hả cô? Thế xong bên kia nói nửa ký ta. Rồi con cảm ơn. Thôi thêm 5.000 cố tính nhá. Dạ. Ừ. Thôi thật. Dạy thôi cần một ký rồi. Em thấy vậy ổn. Vậy ổn rồi. Đỡ. Dạ rồi. Rồi con gửi cô. Yeah, vậy là chúng tôi đã hoàn thành một thử thách rất là cam go. Đấy là đi mua 1 ký gạo. Em có gì rồi? Nước mắm, nem. Em mua bột cốt dừa. Tao kêu còn cái đó nữa hả? Em tưởng nghĩ là cầm cho nó béo á, thì nước cốt dừa mình không thể tự xay được, mình phải mua cái bột mình pha ra nó béo lắm. Em biết cái đó đúng không? Ok, cũng được. Hành tây, cần tây. Còn mấy cái mà phải bỏ vô là mình có rồi đúng không? Cá cái mực của mình là còn đúng không? Còn mình còn sao mình tự nhiên bỏ cái đó thì nó mua xúc xích. Thì nó mua cái gì để bỏ vô ăn chung với cơm chứ là cơm không. Em hiểu không? Ờ. Mua xúc xích. Không biết chỗ nào gần đây bán vô hành tây lá đồ. Để đi xuống dưới này là có đúng không? Dạ rồi. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Tiền. Đây nè, tính tiền đi. Thôi giờ đi qua mua trước đi rồi trả tiền sau. Xong rồi trả qua. Ờ, đây. Em cầm như đó đủ vậy. Đây con coi cái nha. Để nhớ nguyên rồi. Và lấy con hành tím với tỏi cô bán sao? Dạ rồi. Dạ vâng. Con có 10.000 à? Đủ mấy này rẻ lắm. Dạ 5.000 cho anh 5.000 lẻ. Dạ lên nhớ. Mất thời gian rồi, nó xong lép. Cảm ơn chị. Bây giờ. Anh Tây. Hả? Đây nè, bên này. Đó hành ngò đồ nè, coi đi, coi thử đi. Đâu? Dạ. Con mua cho con lấy một trái cà rốt. Để con đang coi thử cái nha, coi con đang cần cái gì đó. Nước cái gạo nhiêu vậy? Cái này là 1 ký. Tại vì là nếu mà nói nước cái gạo nhiêu? Đủ rồi, 15 hả? 15. Dạ, em chào là đội trưởng 15.000. Đội trưởng cho em xin này, mất ấm bắt. Tại vì nói 6 người ăn mà mua nửa ký, người ta cười. Kiếm cân mà. Hồi nãy cổ còn bảo là mỗi người nói về ăn được nha. Dạ cái phải đúng cái con cần vô nấu vô cái món tụi con đang làm á ạ. Để con coi thử. Em có chưa? Có ốc chuông chưa? Ốc chuông nè, với lại hành tây đúng không? Rồi, hành lá. Có ngò nữa kìa, ngò với hành lá. Đây salad nè. Con mình không phải đổ ra, lúc mà đổ ra mình không phải có lót lót ở dưới cho nó đẹp. Bán cái này sao cô? Bó là nhiêu cơ? 1 ký hả? 4.000 một làn hả? Rồi để vô cân thử đi, anh nghĩ là một bó đủ rồi hả? Bó bự đi nè. Hai cái đi để lót cho nó. Ok rồi. Em cầm cho. Rồi. Cô lấy không nhiêu đây cô? Cô lấy giác cho con cũng được nha. Lấy rẻ cho con thôi nha cô. Được cái này cho cô. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Thôi xong rồi đó. Rồi, cô. Dạ cảm ơn anh. 60.000 cảm ơn anh. Cho em xin thêm một cái bịch. Ủa mà. Đúng rồi cô. Củi đấy là mình phải mua cái loại mà thang củi để mà chuyên để nhóm cái này này. Khó lắm ấy. Hay lấy cái miếng giấy xem kỹ lại một lần nữa xem là mình có phải nấu cái cá không? Có, hình cá mà. Cá là bà chương trình chuẩn bị cho mình mà. Đúng không? Chị nói là chỉ có chuẩn bị như đây. Còn có 7 phút rồi mọi người, đi mua củi đi.
coi nghe coi nghe. Trời mẹ ơi, há hồn. Ủa chứ không có sẵn hả? Nồi rồi, có chuẩn bị nồi niêu dao gì luôn không? Không có chị, nhưng mà nồi này nấu được trong cái gì không hả? Lấy lộn. Phải xào cơm ở ngoài. Mình nấu cơm ở ngoài rồi bỏ trong cái dao. Đúng rồi. Bên anh nó nói là cái đó mình nấu giống như cơm bình thường, còn mấy cái mà giống như là lạp xưởng thịt gì là thôi cầm hết đi, mệt quá. Không, nhưng mà em nói thì sợ rồi, là muốn ngon là phải xào ở ngoài trước. Cái thực tế là nó không bao giờ mình nấu trong cái đó mà nó chín đều được. Đúng rồi. Nó bị sườn liền hả? Đúng rồi, nó phải xào trước. Không cần chảo, nấu ở trong cái chai dừa. Cái này nấu cơm chai dừa hả? Đấy còn có 7 phút kìa. Nhanh. Cái nồi như xong kẹo vậy hả? Không, nấu ở trong cái dừa luôn. Nhưng mà trong cái trái. Đúng rồi, nó không có đủ chín đâu, phải xào qua một lần á, cái cơm á. Than chứ mua than thôi. Mua than thôi. Vậy con cần mua cái chảo không? Khỏi. Với lại cô có cái đồ mà để đốt cái cây gì đó để củi dầu. Rồi cô lấy con cái củi dầu rồi. Dạ rồi. Tụi con cảm ơn cô rất là nhiều. Đâu chia ra. Nhầm. Ủa mình mua gạo rồi đúng không? Có gạo chưa? Rồi, gạo hết rồi. Mình tổng kết tiền kìa. Là mình bán hơn 1 triệu đó. Hơn luôn á chứ. Bây giờ dư nhiều? 745. Là tổng cộng là mình đã tiêu xài 241. Anh tổng với 700 mấy đây nè. 745. 955 ngàn. Chúng ta đã bán được 955 ngàn. Không, 955 ngàn có tiền là tiền vốn nữa, phải trừ ra. Lời 500 ngàn đó, làm gì ra. Tới rồi mọi người ơi. Đẩy những cái này lên. Cái bịch than rồi luôn, cầm hết xuống luôn nha. Nó cầm mấy chai nước của tụi mình nó cầm xuống hết luôn. Ở dưới ghế như còn. Còn nha. Ở đó mà hem. Chết rồi, đẹp thế.